Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập và sử dụng Micro DJI lần đầu tiên. Micro DJI đi kèm với hai bộ phát và một bộ thu và một hộp sạc. Nhấn vào giữ nút nguồn ở bên cạnh máy phát để bật hoặc tắt chúng. Máy thu có thể được kết nối với tối đa hai máy phát. Sau khi kết nối, bạn có thể ghi lại âm thanh từ các thiết bị như điện thoại hoặc máy ảnh của bạn cho lần đầu tiên sử dụng. Ngôn ngữ và cài đặt thời gian là bắt buộc. Bộ thu và bộ phát để được ghép nối theo mặc định. Nếu bạn cần ghép nối chúng lại, bạn có thể làm như vậy theo những cách sau. Phương pháp 1. Đặt bộ thu và bộ phát vào hộp sạc và chúng sẽ tự động ghép nối. Phương pháp 2. Bật nguồn bộ thu và bộ phát, vuốt xuống trên màn hình của bộ thu và vuốt sang trái để tìm vào cài đặt. Nhấn vào liên kết thiết bị và nhấn vào giữ nút liên kết trên bộ phát. Và bắt đầu ghép nối theo hướng dẫn trên màn hình. Khi các chỉ báo liên kết của máy phát chuyển thành màu xanh lục, thì ghép nối đã hoàn tất. Bạn có thể sử dụng Micro DJI để ghi âm độc lập hoặc với điện thoại thông minh, máy ảnh hoặc các thiết bị tương thích khác. Nếu bạn muốn sử dụng nó với điện thoại của mình, vui lòng lắp bộ điều hợp điện thoại di động vào cổng mở rộng bên dưới cùng của đầu thu, kết nối nó với điện thoại của bạn và bắt đầu chụp hoặc ghi âm. Bạn có thể sử dụng kẹp sâu hoặc kẹp nam châm để gắn bộ phát đến những nơi như cổ áo của bạn và bắt đầu ghi. Để theo dõi âm thanh đã ghi, bạn có thể cắm sắt cắm tai nghe 3.5mm vào cổng màn hình 3.5mm của bộ thu. Bộ thu mic của DJI có thể được gắn vào cổng gắn trên máy ảnh thông qua bộ chuyển đổi. Sử dụng các kết nối camera 3.5mm để kết nối cổng micro của máy ảnh với cổng đầu ra âm thanh 3.5mm của đầu thu. Sau đó bắt đầu quay video trên máy ảnh của bạn và người nhận sẽ bắt đầu ghi âm. DJI mic đi kèm với 8GB bộ nhớ tích hợp và hỗ trợ ghi âm độc lập. Nhấn vào nút ghi âm ở mặt bên của máy phát để bắt đầu. Đèn đỏ cho biết rằng âm thanh đã được ghi. Sau khi ghi âm, bạn có thể xuất âm thanh đã ghi bằng cách kết nối với PC của bạn qua các sạc USB tiêu chuẩn. Cảm ơn đã xem. Bạn cũng có thể mua thiết bị Ronin này tại website bán lẻ của chúng tôi www.flycampro.vn. Mua hàng chính hãng, quyền lợi chính hãng. Các vấn đề liên quan đến dịch vụ hậu mãi, xin liên hệ trung tâm sửa chữa bảo hành ủy quyền DJI Care Việt Nam, 15 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 1900 555512.